Cách đây 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi đi xa đã để lại cho chúng ta một bản di chúc lịch sử, di chúc của người có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn về nhiều mặt. Đây còn được xem là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh những giá trị văn hóa to lớn của dân tộc và nhân loại, mà cốt lõi là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Để làm rõ hơn giá trị và ý nghĩa của di chúc của Bác, cũng như tạo sức lan tỏa trong việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ hôm nay, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai sẽ thực hiện tiết mục 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ. Trong chương trình đầu tiên, mời quý khán giả cùng đến với phóng sự sức lan tỏa trong việc học và làm theo Bác trong ngành giáo dục đào tạo Đồng Nai. Hội thi kể chuyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức hàng năm dành cho giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Những câu chuyện người thật, việc thật trong cuộc sống được các thí sinh đem đến hội thi là những minh chứng sinh động nhất về việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ kính yêu trong thời gian qua. Đáng chú ý, nhiều thí sinh đã chọn nhân vật của câu chuyện chính là giáo viên, nhân viên, học sinh ngay trong trường của mình hoặc ngay tại địa phương. Chính vì vậy câu chuyện càng trở nên gần gũi và thuyết phục. Ngành giáo dục đào tạo cũng đã chọn ra được những cái tiết mục, thậm chí cả giáo viên lẫn học sinh kể chuyện những cái câu chuyện về cái cán bộ, giáo viên, học sinh ngay tại nhà trường mình hoặc đơn vị bạn. Đấy là những cái tấm gương gần gũi nhất. Ngành giáo dục đào tạo cũng đã triển khai cho các phòng giáo dục đào tạo mà có những cái tiết mục hay được giải để kể chuyện cho các em học sinh ở trên địa phương để triển khai thực hiện. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính lan tỏa, việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh còn được cụ thể hóa và gắn liền với phong trào thi đua dạy tốt học tốt của ngành giáo dục. Đặc biệt, để việc học tập làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, ngành giáo dục đào tạo đã tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình tích hợp nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đưa vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhờ đó đến nay, hầu hết cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã ý thức sâu sắc việc học tập theo gương Bác và dần thấm nhuận lời dạy của Người. Theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo, trong thời gian tới, đặc biệt hướng tới kỷ niệm thực hiện 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ, ngành sẽ tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với thực tiễn của mỗi đơn vị trường học. Bài học về cái tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như di chúc của Bác thì nó trên phạm vi rất rộng. Vậy thì có thể nói là về phía sở sẽ có những cái chỉ đạo của các trường căn cứ vào cái điều kiện cụ thể để có thể chúng ta chọn một cái nội dung để chúng ta học tập. Chứ cùng một lúc mà chúng ta học nhiều, tập nhiều nội dung thì có thể nó sẽ rất loạn. Và chúng ta tập trung một cái chủ đề nhất định nó phù hợp với cái điều kiện, hoàn cảnh, địa lý, đội ngũ của trường mình hoặc là học sinh mình. Để mà có như thế thì tôi nghĩ nó sẽ có cái thiết thực hơn và có cái chiều sâu hơn. Có thể nói, việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác một cách sáng tạo sẽ góp phần làm cho nội dung này đi vào thực chất và hiệu quả hơn, nhất là sau 3 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị. Tất cả đều cố gắng thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác, góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong ước của Người.